cái sản nhỏ mới thầy đó luôn. Chị bánh xèo như quýnh lộn vậy đó. Anh Nhân ơi, chơi nè, với anh Nhân coi Nhân chơi nè. Ê, anh chị thấy cái gì chưa? Nè, cái bánh đầu tay của chị dĩa đựng đâu? Tao có chợ tá ngon lành luôn, nó lẹ làng giống tao luôn đó. Thấy chưa Hân? Thấy cái bánh đầu tay chị dịu chưa? Wow. Quá vậy? Anh em cũng ngon lắm á. Quá thứ rồi. Ngon là sao? Bây giờ sao ta? Ngon là do bột thôi, còn anh thấy nói là anh chiên cũng khéo lắm, nó dịu. Chiên chiên bánh xèo mà cứ ngỡ là quýnh lộn luôn. Trời. Đừng quậy lên. Thế ngon rồi nè. Cái nắp con. Cái nắp con làm gì? Trời, cái này ngon nhất luôn nè, đúng rồi đó. Ăn được cái bánh của anh chiên là ngon nhất luôn, đúng rồi đó. Wow, hấp dẫn. Ê anh ơi, anh ơi. Vô đây mà khoan cái này cái đầu nè, cái chảo cho nó quen cái đã. Rồi, cái sao vậy? Giá đâu? Giá đâu? Em nữa nha. Bé thêm. Cô là chạy hàng ở chị Hằng ơi, cho cái thao giá đi giùm con. Có một cái màu nghĩa nha. Cái này mình tự ăn lên nè, ăn lên mình cảm nhận mình ngon đó. Anh ăn lên, anh bỏ nhiều nhiều nhiệt. Wow. Ăn luôn cái Nhân nha, mấy được nha. em bị mất cảm giác rồi. Lạc bị bột bị lạc rồi. Ổng giá mà cỡ đó, ổng giá. Bột lạc. Sao vàng đang coi.